nuôi con chẳng dễ dàng, có lẽ đó là câu nói của bất kỳ bố mẹ nào khi sinh con và nuôi con khôn lớn. Quả vậy, việc nuôi con không chỉ đơn thuần là lo cho con cơm ăn áo mặc đầy đủ, mà các bậc cha mẹ cũng cần biết lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu những suy nghĩ cảm xúc của con trẻ. Từ đó mới có thể vạch ra định hướng đúng đắn cho sự phát triển của con. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ấn phẩm đầu tiên của tủ sách Lời Con Muốn Nói, cuốn sách Chuyện Gì Con Cũng Biết cũng đã được ra mắt đúng dịp Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 như một món quà ý nghĩa mà Phúc Minh Búc dành tặng cho các bé và quý phụ huynh. Cuốn sách gồm 15 câu chuyện thú vị, hấp dẫn cùng tranh minh họa ngộ nghĩnh sẽ thể hiện những điều trẻ muốn nói, trẻ quan sát được trong cuộc sống hàng ngày. Những khúc mắc trong mối quan hệ với ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè sẽ được kể lại dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sau mỗi một câu chuyện là những bài học, kinh nghiệm được đúc kết, đồng thời gợi mở chủ đề để cha mẹ cùng suy nghĩ và tương tác cùng con. Lúc hồi bé thì có nhiều lúc em có những chuyện muốn nói nhưng mà không dám nói với cả bố mẹ mình. Ngại thì như lúc đấy thì em thường nói với cả bạn bè hoặc là những anh chị em ở trong gia đình thôi ạ. Giận bố mẹ hay kiểu mình không hiểu mình, em cũng không hay nhận xét mình. Kiểu hay là bạn bè không? Tủ sách Lời Con Muốn Nói với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu sẽ làm cầu nối giúp cha mẹ thấu hiểu hơn tâm lý của con để yêu thương và dạy dỗ con đúng cách, giúp con tự tin và trưởng thành hơn mỗi ngày. Nhân dịp ra mắt sách, Phúc Minh Búc cũng đã chính thức phát động cuộc thi viết theo chủ đề Lời Con Muốn Nói. Những tác phẩm đặc sắc nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục lựa chọn cho ấn phẩm tiếp theo của tủ sách đặc biệt này. Cuộc sống thì phụ huynh luôn bận rộn và không thể làm chú tâm được đến quá nhiều đến cuộc sống của các đứa con của mình ấy. Thì em nghĩ là cuốn sách này sẽ đem đến cho bố mẹ và những người con nhỏ có thể thấu hiểu nhau hơn, bố mẹ có thể hiểu được các tâm lý của con mà các con không dám nói ra. Luôn nhận được sự quan tâm, chắp bút từ bạn đọc để thông điệp gửi gắm qua Lời Con Muốn Nói sẽ được tiếp nối, hoàn thiện và lan tỏa xa hơn. Để nốt nhạc dạo đầu mang tên Chuyện Gì Con Cũng Biết sẽ được cất tiếp lên những bản hòa ca vang động. Cuốn sách Chuyện Gì Con Cũng Biết nằm trong tủ sách Lời Con Muốn Nói thì sách này có thể đem đến sự thấu hiểu giữa phụ huynh và những người con của mình. Thì qua cuốn sách này thì các bố mẹ có thể thấu hiểu con hơn và dạy dỗ con kiểu tốt hơn nên trong những câu chuyện hàng ngày trong cuộc sống.